Một điều rất đáng chú ý đó là thế hệ thanh niên Việt Nam sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, thậm chí là rất nhiều em sinh ra vào thời kỳ đất nước đã đổi mới, đã dành cho Đại tướng những tình cảm đặc biệt và niềm tiếc thương sâu sắc. Trên mạng xã hội, rồi trong các lễ viếng, họ chiếm một số lượng không nhỏ và đầy cảm xúc. Nhiều bạn đã bằng ngay những việc làm cụ thể của mình để bày tỏ lòng tiếc thương tới vị tướng huyền thoại của dân tộc. Đây là hình ảnh của video clip điểm lại những chiến công lừng lẫy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nó được chia sẻ trên mạng xã hội trong cả tuần qua. Trong clip này, hình ảnh Đại tướng giơ tay vẫy chào như tạm biệt với nụ cười tươi nở trên môi. Ngay sau khi Đại tướng qua đời, Nguyễn Hà Tiệp đã mất 7 giờ để thực hiện video clip này. Hình ảnh trong clip được lấy từ bộ phim tài liệu từ nước ngoài. Với Tiệp, video clip như nén hương gửi tới vị Đại tướng của nhân dân. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng muốn nói rằng, dù Đại tướng đã ra đi, nhưng Đại tướng không có điều gì phải hối tiếc. Bởi vì Đại tướng đã dành trọn vẹn của cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đất nước này giờ thuộc về những người trẻ tuổi, thế hệ tiếp theo của dân tộc Việt Nam anh hùng. Còn với họa sĩ trẻ Đinh Việt Phương thì tác phẩm truyện tranh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà bạn đang thực hiện từ tháng 7 năm nay lại là một món quà để chúc mừng Đại tướng nhân 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bằng công nghệ hoạt hình vẽ chì, Đinh Việt Phương cố gắng khắc họa một cách chân thực hình ảnh từ chàng thanh niên Võ Nguyên Giáp đầy hoài bão đến khi trở thành vị tướng tài ba của thế giới. Tác phẩm dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2014. Nhưng giờ đây, nó đã không kịp đến với nhân vật chính. Thật sự với những người trẻ như mình cũng không trải qua chiến tranh. Nhưng với những gì mà mình đã đọc được và biết được về Bác, thì với một vị đại tướng vĩ đại như vậy, thì mình nghĩ rằng mỗi người cũng tùy vào cái khả năng của mình và tùy vào cái chuyên môn của mình thì cũng có thể làm ra những cái sản phẩm để dâng lên Bác. Nhưng bên cạnh đấy, những cái sản phẩm đó thì nói rõ những cái phẩm chất rất là tuyệt vời của Bác Võ Nguyên Giáp, để từ đấy tạo ra những cái bài học cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải chứng kiến cảnh bom đạn chiến tranh, nhưng qua những trang sử hào hùng của dân tộc, trong họ luôn tràn đầy niềm tự hào. Dù không phải ai cũng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng tất cả đều khâm phục ý chí, tài năng của tướng Giáp. Tên tuổi Đại tướng đã được thế hệ trẻ thuộc nằm lòng với những bài học lịch sử đầy tự hào, với những áng văn thơ, những câu nói bất hủ. Dù biết là Đại tướng đã ốm là từ lâu rồi và cũng biết rằng là cái việc mà sinh lão bệnh tử nó là cái điều tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà biết tin mà Đại tướng đã qua đời thì thực sự là tôi cảm thấy rất là bàng hoàng. Và khi mà ông mất đi ấy, thì đấy là một cái tổn thất rất là lớn cho toàn thể đất nước và dân tộc. Vì là ông, chúng ta coi ông như là một cái điểm tựa về tinh thần, về trí tuệ và về những giá trị cao đẹp của con người. Có lẽ đối với những người trẻ tuổi vẫn còn ở lại bên ngoài số nhà 30 Hoàng Diệu chỉ để nhìn vào trong tưởng niệm vị anh hùng của dân tộc trong đêm cuối cùng, thì đây sẽ là giây phút thiêng liêng mà họ sẽ trân trọng và không bao giờ quên. Trong niềm tiếc thương sâu sắc, thế hệ trẻ thành kính mong Đại tướng yên nghỉ.